Xin chào. Thì sau khi đóng hàng một bộ của mình, nó sẽ gồm các thiết bị như sau. Thứ nhất là dây tín hiệu. Dây tín hiệu này là dây truyền từ cân về máy tính. Đó. Thứ hai là một hộp chuyển đổi tín hiệu như thế này. Thì mỗi bộ nó sẽ gồm các thiết bị đó. Rồi thứ ba là dây cáp USB to COM, để dây này cắm vào máy tính ha, đầu USB cắm vào máy tính. Rồi máy quét mã vạch, máy quét này thì sử dụng đầu USB cũng cắm vào máy tính nha. Rồi máy in GB3120TN, thì phía sau của nó sẽ có nguồn cắm tại vị trí này và một cái dây USB cắm tại cổng này và một cổng đầu USB dây như này ha. Đầu USB thì mình cắm vào máy tính, còn cái đầu này thì mình cắm vào máy in. Đó. Rồi nguồn thì sử dụng nguồn 220 thôi. Rồi một cái đèn báo, bụi hiển thị và một cái khung bàn cân. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp ráp cái khung bàn cân và hoàn thiện một bộ ha. Rồi bây giờ thì bạn sẽ lắp, thứ nhất là dây sẽ luồn vào cái ống, luồn vào ống như này ha. Rồi sau khi luồn thì mình cố định phía sau là hai cái lục giác ba, lục giác chìm. Rồi đó, dây thì mình sẽ luồn vào trong phần cái ống này ha, khoảng cách chừa lại tầm khoảng cỡ 5 ly 5 cm là ok. Rồi đó, rồi, bộ hiển thị thì nó sẽ có một cái giáp chống nước như này, hai giáp này đều chống nước với nhau và có khớp. Vị trí khớp thì chỗ này có hai gạch, chỗ này một gạch, thì mình cứ cân đối vào là được. Đó, có dán cố định màu trắng như này rồi. Ok, sau khi ấy thì mình vặn cái màu xanh này lại. Rồi, nhắc nó vào trong cái ống gì nó. Ồ khoan. Còn cái đèn ba màu, gắn cái đèn ba màu trước. Rồi, ok ha. Cái này thì mình luồn dây như thế này, xong rồi mình gắn cái đèn ba màu trước, tại vì cái đèn thì nó nằm phía trong đó. Cái đèn thì mình có thể xoay theo vị trí bất kỳ. Rồi mình cố định bằng lực giác 5. Rồi sau đó mình gắn cái bộ hiển thị. Bộ hiển thị của mình thì sử dụng lực giác chìm 3. Đó, gắn vào, vặn lại, nhớ vặn lại nha, tại vì trong quá trình di chuyển này kia thì nó vô tình nó rớt thì sẽ không nhận tín hiệu từ bộ hiển thị, từ bàn cân lên. Rồi cứ luồn rồi lắp cái đây vào. Ok, rồi cố định bằng ba lục giác ba tại đầu con như thế này. Ok ha. Rồi ok, rồi sau khi lắp xong thì mình sẽ đến phần đấu dây. Thì dây, thì dây tín hiệu này đó, thì dây, dây thì bên em có làm đó, là mỗi giáp nó đều có khác nhau. Ví dụ cái này thì sẽ kết nối với cái đèn bằng cổng DB900 như thế này ha. Rồi sau khi cắm vào thì mình dùng vít để mình cố định cái hai cái con ốc này lại, để cho quá trình vô tình đi dẫm hoặc là kéo dây nó không có bị tuột ra ha. Rồi ok, thứ nhất là bộ cái đèn chính chân, thứ hai á, là tín hiệu RS232 này mình cũng cắm vào và vặn lại. Ok, cái đó xong rồi. Tiếp tục đến này thì kéo về máy tính nè. Về máy tính thì cái hộp này nó cũng có gồm có là hai cái đầu, một đầu 4 chân như thế này đó. Thì mình để ý ha, cái này 4 vào 4 cắm vào. Rồi vặn lại. Rồi tiếp tục bên 5. Rồi cắm cái đầu 5 vào luôn. Rồi và cuối cùng là một dây USB to COM cắm vào máy tính. Dây USB to COM là dây này. Đó. Rồi cắm vào. Rồi cắm vào máy tính. Đó.
đầu đực thì cắm vào đầu cái, bạn cố định lại, tất cả đều vặn lại ha, để cho tín hiệu truyền ổn định và không có bị xê dịch ha. Rồi đầu này thì cắm vào máy tính thôi. Đó, khi cắm vào thì đèn cái này sáng để tín hiệu đã nhận. Rồi, sau đó thì quy trình thì mình sẽ hướng dẫn quy trình cân hàng cụ thể bằng một cái video cụ thể ha. Còn quy trình này là quy trình lắp ráp cân và đấu nối dây với nhau. Đó, quy trình cân sẽ như thế này. Rồi tiếp theo là các tính năng chính của bộ hiển thị: mở nguồn cân, on off, đợi cân khởi động, về không, cân của mình là được nhảy 2 gam, đó là số đuôi nó sẽ nhảy 2468. Bên này đèn trạng thái hiển thị mức pin này đang là đèn này ở giữa là mức 50%, này là đầy, này là pin yếu. Khi mà pin yếu, đèn sáng tại vị trí này thì cắm sạc 6 đến 8 tiếng. Cái này mình cũng có thể cắm sạc trực tiếp, cắm trực tiếp sử dụng được ha. Rồi cái này chế độ đếm unit m cộng set mình không có xài, tại vì này dành cho setup cài đặt hoặc là tính năng cộng dồn. Mình chỉ sử dụng nút zero t trường hợp con bị dao động hoặc là có một cái bì đặt lên thì nhấn phím t. Ví dụ như là trừ bì á, tính năng trừ bì á, ví dụ đặt cái bì lên đi như này, nó đang là 480 gram đúng không, nhóm phím zero hoặc t để cho về không, rồi tiến hành đổ nguyên vật liệu vào con ha. Đèn trạng thái thì sẽ hiển thị song song với lại đèn trên phần mềm trong cái mức giới hạn hay là ok. Đó. Khi lấy xuống nó âm, nếu như muốn về không thì nhấn zero. Ok ha.